Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy, hoàn thành tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày, đều đặn ngày này qua tháng nọ. Bỏ cuộc hay là không, chỉ là kết quả của sự cố gắng mà thôi. Từ bỏ hay đi tiếp, nó chỉ là khoảnh khắc bạn quyết định sau một quá trình cố gắng của bản thân. Đây là ý kiến của riêng mình. Vậy còn bạn,